Xin hỏi là chồng tôi bị ca trực tràng đã di căn sang gan, tôi có thể dùng kết hợp các vị thuốc như là hoa đu đủ đực, nấm liêm xanh, xạ đen, cây dừa cạn và cây bìm bịp sắc uống chung có được hay không? Và liều dùng ra sao? Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Chào bạn, bệnh ung thư trực tràng thì ngoài phương pháp điều trị bằng Tây y thì bạn vẫn có thể kết hợp thêm một số loại thảo dược để sắc uống cùng thì sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh rất là tốt. Bạn có thể kết hợp các vị thuốc trên với liều dùng như sau: hoa đu đủ đực 10g, nấm liêm xanh 15g, cây xạ đen 30g, cây dừa cạn 20g và cây bìm bịp 20g. Bạn dùng chung các vị thuốc trên thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Nhà thuốc khuyên là người bệnh nên kiên trì sử dụng bài thuốc này lâu dài. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể liên hệ với Thảo Dược Đức Thịnh thông qua số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn hỗ trợ thêm ạ.